Xin chào các anh chị và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với ứng dụng số 4 và sẽ đến với phần là thiết kế lại giao diện để ứng dụng trong chuyên nghiệp hơn. Thì trước hết là chúng ta sẽ chọn vào vùng dữ liệu bên đây. Chọn từ ngày 1 cho đến ngày 30 ứng với 10 công việc. Sau đó chúng ta sẽ vào menu Home và chọn Conditional Formatting. Vào New vào Manage Rule và chọn vào fill chọn màu cam ở đây sau đó chúng ta vào format và trong thẻ fill chúng ta chọn vào fill effect ta sẽ chọn một trong các dạng hiển thị dạng nổi 3 d ở đây Ví dụ tôi chọn vào uh, dạng này dạng đường chéo sau đó chọn màu sắc bây giờ màu cam ok ok tiếp tục là chúng ta sẽ làm tương tự cho phần màu xanh chúng ta cũng chọn toàn bộ dữ liệu và vào menu Home chọn Candidate Center Formatting Manage Rule chọn xem màu xanh lá cây và chọn Format trong tab Fill chúng ta chọn một gradient màu sắc là màu xanh lá cây và chọn là dạng đường chiếu OK. Và ở đây tôi ví dụ làm công việc thứ hai của chúng ta đã hoàn thành được 50%, thì chúng ta gõ 50% vào đây. Vậy chúng ta sẽ kéo phi công thức này xuống phía dưới để chúng ta tính toán được cái vị trí hoàn thành công việc. Đây tôi chỉ copy formula mà thôi. Thì chúng ta thấy ngay là với phần đồng hành 5% thì công việc đã được có 3 ô đã được đánh dấu màu khác. Chúng ta sẽ ẩn đi các cái cột tính số ngày và cột tính vị trí hoàn thành. Trước khi ẩn thì chúng ta sẽ copy bị công thức xuống phía dưới trước. và chỉ dán công thức mà thôi sau đó ta sẽ ẩn đi cột này Và ẩn luôn cột vị trí hoàn thành Và như vậy thì chúng ta đã à, gần như hoàn thành ứng dụng này rồi Tiếp theo là chúng ta sẽ thay đổi màu sắc cho các dòng tiêu đề phía trên đây Và thay đổi màu hiển thị chữ và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được ứng dụng theo dõi tiến độ công việc và các anh chị có thể ứng dụng ứng dụng này vào trong việc là sắp xếp công việc quản lý công việc hiệu quả hơn quản lý thời gian hiệu quả và cũng như là theo dõi được tiến độ xem mình đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm của công việc này rồi và xin chào các anh chị